Món bột nhảy sốt Thái, thoạt nhìn hơi ghê nhưng khiến khối người phải u mê, liệu bạn có dám thử? Là một món ăn siêu độc lạ và thú vị trong thiên đường ẩm thực, mực chấm sốt Thái thách thức không ít tín đồ sành ăn khắp nơi trên thế giới. Điều làm nên sức hấp dẫn của món ăn này chính là những em mực còn sống được người ta tự tay bắt lên rồi bỏ vào cho nhảy cà tưng trong ly nước sốt siêu cay và ăn liền ngay sau đó. Nhưng điểm nhấn là chỗ phần mực của nó túa ra đầy miệng khiến nhiều người phải phát khóc. Ngó bộ là một món ăn over hợp cho ngày lễ Halloween, không ít người nhìn thấy món này phải dùng mình vì không phải ai cũng dám ăn đồ sống. Nhưng một khi đã nếm thử được rồi thì coi chừng fall in love với món này luôn đó nha. Tưởng tượng những em mực vẫn còn sống nhăn thon dài và nhuận nà, tươi rói và không có mùi tanh, được chấm vào trong chén sốt Thái đậm đà, ai mà không thấy lem lem cơ chứ. Những em mực thường được mô tả là sẽ chuyển sang màu sắc trong suốt vì phải bơi trong nước sốt có quá nhiều ớt, rồi cũng đủ hiểu độ cay cỡ nào hen, đúng chuẩn đặc sản Thái Lan, ăn không cay đầy không mệt. Nhiều người đã từng ăn kể lại rằng lúc đầu có thấy hơi rờn rợn, nhát không dám thử vì nhìn thấy mấy em mực cứ nhúc nhà nhúc nhích, nhưng khi thưởng thức thì lại mê mẩn với độ dai giòn hòa với vị nước sốt chua cay ấn tượng. Đúng là những điều tuyệt vời thường được ẩn giấu sau những thử thách tưởng chừng như không thể vượt qua, đúng không nào?